Xin chào các tình yêu vì hai lối, hôm nay đang đi shop. Cây đẹp quá. Đi shop. Đây, lịch các bạn. Shop này tại Samoban. Hôm nay đi đi. Hôm nay ở nhà nó canh chua rau muống cho cái Út nó ăn. Nó thích canh chua rau muống mẹ nấu. Đang đi shop đây. Shop ở Việt Nam nhiều lắm. Đang đi shop đấy, shop nhà hàng, shop đang đi shop bảo là cái nhà này hai đứa đi shop mua thức ăn. Xếp tiền nước tây để bán rau cải nước tây bán vịt heo quay, bán vịt quay heo quay rất ngon. Cái tiền nước tây giờ mình đi ra đây mình mua rau cải sắp Kim Minh đây, mình đi mua. Ok,